bà con các bác làm cứ đi làm về sớm chút thì quay cái cây gì đấy muốn làm cho nó vui, vì dạo này chả có cây gì mới, khó để chờ cây nó đến lúc làm thì mới được làm, mà quay cây của người ta suốt thì cũng chán. Mục tiêu của mình là mình không có cây thì mình nhiều mình phải đi quay người ta các bạn đấy, thì rất là mê chia sẻ, nó không có cái ý đồ gì nhiều. Thứ hai thì cây tường vi này hôm nay nhặt ra làm thôi. Hồi trước thì cây cách đây mấy tháng em có cắt thì bây giờ nó đã như thế này rồi. Đấy. Từ sáng giờ chưa tưới mà nó đã khô như thế này rồi. Tất nhiên cái đất này là kém, như cái xanh cái xếp này thì nó rất là ẩm. Cái đất của cây tường vi này chưa thay được kém, có cát, cũng không đọng vào nước đâu các bạn. Đấy. Giờ em cắt chỉnh tán cái này chút rồi lúc nào rảnh thì thay đất sau. Bây giờ thì em bận lắm, mà trên này nó nắng, thay thì phải thay đất thì phải chăm sóc, vì lúc nắng thì hại cây lắm. Để cắt cho vui các bạn, bởi không gian mà nó chật chội thì nói thật các bác, chơi nó mà chỉ phôi ở trên này thì nó vất lắm, nó tùm rồi mà, một hai cây là nó đã tùm rồi. Chơi là nuôi thả như anh em chơi ở dưới đất thì nó khó lắm. Gì chỉ nuôi thả một cây, nuôi một cái cút to bằng ngón tay là đã chật hết cả chân rồi. Bác nhá, đây là cái này, tường vi khá đẹp. Hơi ngược sáng đi các bác nhỉ. Xin phép cửa nóng quá nên cửa trần các bác nhá. Réo rũ hết cả lá.
Sorry, sorry juga kalau saya lima. Itu baik. Thử cái vòi sen các bạn, vòi sen cây cây. Đó, được phết các bạn. Tối quá nhỉ. Đấy, các bạn nhìn đi. Hoàn tráng không? Quá hoàn tráng. Vệ bà anh. Thôi rồi. Vệ bà anh. Đó. Nó khô chứ tường vi nó khỏe lắm quá. Nó cần nhiều nước đâu. Tường vi nó không cần nhiều nước đâu. Rất khỏe nhưng mà nó cứ là lướt thế nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đâu. Cắt chỉ có mà nếu mà nhặt sạch cái này nhá, nhặt sạch những lá cũ này thì nói các bác là chỉ 5 ngày đổ lại là nó bung bung lộc mới đỏ chót nhanh lắm, tử vi rất nhanh, da thì mỏng như da ổi nhưng mà bo sẹo thì nhanh hơn gấp nhiều lần ổi, nó nhanh lắm tử vi. Đấy, nước da thì màu giống nước da ổi nhưng mà lại nhanh bo sẹo hơn ổi, nhanh bo sẹo hơn ổi. Cái tử vi này hay các bạn. Đấy. Đây. Bự lắm rồi này, chắc chưa được 30 phần, chưa được 30 phần được của nó đấy. Quay mấy lần rồi chắc bác nào chưa xem thì xem lại, hoặc là xem rồi thì xem nó có gì khác không. Đấy, cứ lên là cắt thôi, cứ chùn nhũn là thế thôi, chả cần gì để chơi cầu kỳ đâu các bác, có chốt chứ rồi mà cứ thế cắt thôi. Chỗ này sau bỏ cái ngọn này đi, bỏ cái đục vát cái chỗ này đi, vét nó đi một tí. Đâu à, nhìn cái chỗ này vào nhìn dã man. Và nhìn cái tường vi này kiếm đâu ít lắm. Tường vi thì nhiều nhưng to thì ít. To mà lùn ít lắm. Ôi giời. Cảm ơn các bác nhé. Và cái tường vi đã coi như là thỏa cái ngứa tay rồi, thỏa cái ngứa tay rồi. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.